chào các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ học chủ đề mấy đây? 5. Chủ đề 5, bài số 1 nói về gì? Ở nhà. À, ở nhà. Ví dụ như dịch Covid Corona thì mình đang ở đâu đây? Ở nhà. Ở nhà. Rồi chữ này chữ gì? Đờ. Đờ. Thờ. Thờ. Nhà. Sao nhờ, rồi đi chưa? Ngày đọc lớn lên chút cho các bạn nghe rõ nè. Đờ, đờ, u, đủ. À, đây là cái gì? Cái đủ. Cái tủ. Đủ, rồi. Đủ quần áo á. À, chữ gì? Thờ, thờ, o, thở. Con gì? Con thở. Rồi. Nhờ. A. Nhờ. A. Nhà. Nhà. Rồi ngôi nhà đâu? Đây. Rồi vậy bây giờ mình viết chữ gì đây? Đờ đủ thờ hở nhờ nhà. Rồi phần đọc. Rồi con này là con gì? B B. À T T. T T. Rồi con này. Kẻ thu. Ừ. Trái này. Nho đỏ. À nho đỏ. Rồi. Thỏ có nho mi và lưu có cá kho. À con thỏ nó có ăn nho không? Có. Con thỏ nó thích cái gì? Thỏ không có ăn nho. Thỏ thích cà rốt hả? Ở đây là thỏ có nho mi và lưu có cá kho. Rồi nhìn vô cái hoạt động này, đây là hoạt động gì? Hoạt động hoa. Rồi hoạt động mở rộng. Con này con gì? Con tôm. Con này hành lang. Con này nhím. À con nhím. Con nhím nó có nhiều cái gai nhọn trên mình của nó. Rồi sang bài 2. Bài 2 chúng ta học về vần R. 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 À, R. R là nó có. Đây là hình con gì đây? Trâu. À, con trâu với bụi gì? Bụi cây. Bụi tre. Rồi. Đây là tre. Tre nó có trong chữ R. Trâu cũng là R. Rồi, hoặc là chữ gì? Trê. Đây là con cá. Trê. Còn đây là cái gì? Cái rá. Cái rá. Còn đây là con gì? Con rùa. À con rùa nó có nằm trong vần R. Rồi. Sang đây. Bây giờ phần đọc. Phần đọc cá trê. Đây chữ gì? R. 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 O. Rổ. À rổ. Rồi đây là cái rổ. Cái rổ là con thấy cái lỗ nó bự không? Bự. À cái lỗ nó bự. Còn đây. Rờ. Trờ. 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 Ơ. Gì? E. Tre. Tre. Uống lưỡi lên. Đây là bụi. Tre. Bụi tre. Đây là cây tre. Rồi qua phần viết. Viết thì viết chữ gì đây? R. R. Rổ. R. Tre. Rồi sang phần đọc. Đây là cái lỗ nó nhỏ hơn, nó khít hơn. Vậy đây gọi là chữ gì? Giả. Hả? Giả. Sắc. Giá. Rá. Rá. Rồi đây là con gì? Gà. Gà gì? Tre. À gà tre. Là cái loại gà này nó rất là nhỏ. Gà tre. Rồi, đây là con gì? Cá rô. À, cá rô. Con cá này rất là nhiều xương. À, cá rô này nấu canh với lại là cải xanh á, ăn cũng rất là ngon. Rồi, cá này cá gì? Cá trê. À, cá trê. Con này rất là trơn. Khó. Phải là cá trê cười hả? Rồi, đọc tiếp. Thỏ ghi chữ và vá rá rá
mi và lù. Lù. Lù ghi chữ cả chê. Trê, rồi đọc lại. Thỏ ghi chữ rã. Rã mi và lưu ghi chữ cả trê. Cả trê. Rồi bây giờ hoạt động. Hoạt động gì? Hoạt động ngoài giờ. Rộng. Hoạt động mở rộng. Đây, các bạn này cùng nhau múa hát hả? Hát bí giờ. Còn đây là đòi đi đe. Vậy nó nằm trong bài hát nào? Bên chân sân bắt kim thang nhé. Bắt kim thang cài giang bí giờ. Cầu quan kè là kèo quan đồ. Chú ban dầu qua dầu qua bé. Chú ban ếch ở là lâm chi. Con le le đang trong hỏi kèn. Con bịp bẹp thấy đỏ đi đe đỏ đe. Chúng ta sẽ sang bài 3. Bài 3 học vần gì đây? Ia. Đây là cây gì? Cây tre. Mía. À, cây mía. Còn đây là cái bạn này nè, bạn đang cầm cái gì đây? Nĩa. À, bạn đang cầm cái nĩa để cắm đồ ăn. Còn đây là cái gì? Muỗng. Cái muỗng hay còn gọi là cái thìa. Còn đây là cái gì? Chén. Chén đâu chén? Cái dĩa. Dĩa. À, rồi. Bây giờ chúng ta học vần. Ia. Rồi đọc. Ia, mía. Sắc, mía. Đây là cây, cây mía đó. Đây, đây là cây mía nè, mía nè. Dê giữa đây thôi. Chúng ta viết vần gì đây? Ia, mẹ. Rồi. Rồi sang đọc. Nẻ. Nẻ. Rồi này. Tờ ia. Đĩa. Tô. À, đây là cái cây tía tô. Rồi, cái này. Chả thìa. Chả hành. Gì? Chả thía. Chờ ia. Chờ ia chia. Dấu gì? Chía. Chắc chía thì chè. Chè. Chả chìa. Chả chìa. Rồi, đây là con gì? Cá. Lờ ia. Rồi. Cá ly thi. À, cá ly thi nó đẹp không? Đẹp. Đẹp. Đẹp quá vậy. Đẹp. Rồi đọc tiếp. Thỏ vẽ nho mi và lù. 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 Lù vẽ cá ly thi. À, thỏ vẽ nho mi và lù vẽ cá ly thi. Rồi, đây là hoạt động gì đây? Thả đĩa ba ba gì đó. Thả đĩa ba ba. Rồi, sang bài. Bài 4. Bài 4, vần gì? U A. Su đọc lại coi. Rồi, quả gì? Dừa. Quả này quả gì? Dừa. Quả này? Quả dưa hấu. Rồi, đây là quả dưa hấu đúng không? Là quả gì? Quả dứa. Đây là cái gì? Đũa. Rồi bạn quá. Vậy đây là bạn thỏ nè. Bạn lu, lu có nghĩa là chó. Còn bạn mi là mèo. Bạn mi đang làm gì? Gì đây? Rửa tay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đọc. Vần gì đây? Đũa. Đây là đôi đũa. Rồi, đây vần gì? Dừa. Rồi, đây là trái. Trái dừa. Rồi, viết chữ gì? Ủa.
ua. Ua, đỏ, ơ, đỏ, dơ. Dừa. Rồi tiếp tục đọc. Con gì? Rùa. Cái gì? Cỏ. Rồi con gì? Con lúa. À, lúa, đây là cây lúa. Cây lúa là để tạo ra hạt gạo để ăn cơm đó. Rồi đọc tiếp. Gõ, gõ, cỡ. Lù. Lù, hỏ, và bi. Ngờ, o, ngò, sắc. Ngó, dê. Ô, huyền. Ô, nghỉ. Nghỉ. Thờ, y, thi, huyền, thì. Thì là da, la, củ, rùa. Rồi, đọc lại. Nghe, gõ, cửa, lưu, hỏ, và mi. Ngó ra. Ngó ra. Ô. Huyền. Ờ. Thì. Thì. Ra là củ rùa. Rồi. Quả gì? Cái quả mà có vị chua, quả gì đây? À, chanh. À, quả chanh tiếng Anh đọc là gì biết không? Chanh. Lemon. Me. Me. Khế. Quả khế tiếng Anh đọc là gì? Starfruit. À, starfruit. Starfruit. Bài 5 là ôn tập và kể chuyện. Rồi đọc, Tu đọc coi. Đa, đổ. Rồi. Tiếp tục. Nha, thả. Thờ. Thơ, thả. Nha. Nha. Rồi tiếp tục chữ này. Rơ. Cá đơ. Cá rô. Cá rô. Rồi chữ này. Trờ. Trờ. Cái gì? À. Rồi cái gì? Đẻ. Ia. Đẻ. Nẻ. Nẻ. Không có uống lưỡi. Dừa. Dừa. Rồi tiếp tục. A. 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 Ia. U. A. Ung. Nè nè, mới đọc xong. Ua, cua nè. Ua. Ưng. Ưng. Ưa. Ưa. Tờ. Trờ, uống lưỡi lên. Trờ. Rồi tờ ghép với A đọc là ta. Ta. Tha. Tha. Nha. Nha. Rồi đọc thử chữ này coi. Da. Trờ A. Cha. Ừ. Tờ ia. Đê. Thờ ia. Thê. Nhờ ia. Nhe. Rờ ia. Dê. Trờ ia. Che. Tờ u. Đu. Thờ u. Thư. Thu. Thu. Nhờ u. Nhu. Rờ u. Du. Trờ u. À. Tru. Tru. Rồi ua. Tờ ua. Đua. Thờ ua. Thua. Nhờ ua. Nhua. Rờ ua. Dua. Trờ ua. Chua. Rồi tờ ư. Đư. Này. A. À, muốn đọc chữ này. Thờ ư. Thư. Nhờ ư. Như. Rờ ư. Dư. Trờ ư.
Trừ. Rồi, vần ưa. Ưa hả? Tờ ưa. Tờ. Thờ ưa. Thờ. Nhờ ưa. Nhờ. Rờ ưa. Rờ. Trờ ưa. Trưa. Trưa có nghĩa là bữa cơm trưa đó. Wow. Trưa là mình sẽ ăn cơm trưa. Rồi. Rồi sang đây. Tờ e t. Đề. Thêm dấu huyền ra chữ. Đề. Tề. Đổi thành dấu sắc. Đế. Dấu nặng. Đế. Tệ. Ví dụ như dở tệ đó. Rồi dấu hỏi. Hỏi đệ. Tệ. Đệ. Ngã tệ. Đệ. Rồi nhờ a. Nha. Nha. Thêm dấu huyền. Nha. Dấu sắc. Nhá. Dấu nặng. Nhã. Dấu hỏi. Nhã. Dấu ngã. Nhã. Nhã. Dấu hỏi thì đọc nó nặng chút. Nhã. Nhã. Nhã giống như là tụi con nhã, nhã bả. Còn còn nhã ví dụ như tên, tên nhã. Có bạn tên nhã. Là nhưng mà để như thế này. Rồi. Đi thì cho ta đừng có nhìn thấy đây. Rồi đọc. Mi lưu thỏ da ngõ chờ mẹ. Trưa mẹ về nha. Mẹ cho đi lù lâu cả chê kho và gọt cho họ mía. Ủa Su học lớp mấy đây Su? Su học lớp 1 rồi. Su con bé mà đúng hả? Su mới chuẩn bị vô lớp 1 thôi. Chứ Su học lớp lá mấy? Lá. Lá mấy? Lá 3. Rồi. Lá 2. Rồi chữ gì đây? Đọc. A. A. C. M. M. U. Mua. 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 Mua gì? Nha. Giờ. Mía. À mía. Rồi. Cái bức tranh, cái câu chuyện này nói về ai? À. Thỏ. Thỏ mẹ. Đọc cái tựa đề bài. Nó có cái tựa đề bài nè. Ba chú thỏ. Ba chú thỏ. Ba chú thỏ. Rồi bức tranh số 1 là thỏ mẹ sao? Thỏ mẹ dẫn bạn các con. Các con ở nhà. Nhớ. Nhớ. Cài chặt. Chặt cửa. À đây thỏ mẹ bắt đầu đi chợ đúng không? Cầm cái túi ra đi chợ nè. Đi mua đồ ăn đó. À. Rồi sang bức tranh thứ hai. Sói đen đến. Sói đến gõ cửa. Giả. Giả vờ. Nghe tiếng đếm thỏ mẹ. À sói sói nói gì? Sói. Sói nói gì đây? Hai. Các con. Các con mở cửa cho mẹ. À như vậy con sói này nó đang giả dạng ai? Mẹ. Mẹ thỏ đúng không? Rồi bức tranh số 3. Nhìn thấy. Thấy bác voi sói bỏ chạy. À thấy bác voi sói bỏ chạy. Rồi sau đó bức tranh số 4 là thỏ mẹ khen con. Khen các con. À các con biết nghe lời là khóa chặt cửa đợi mẹ về rồi mới mở cửa. Rồi mẹ mở chặt cửa luôn. Ừ, chúng ta đã xong cái chủ đề 5 rồi. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt.